Rồi Mai Tuyết ra đi. Mai Tuyết là chủ quán này luôn đó. Mình ơi, em Giang xin mình. Có anh Đăng Minh. Sợ giả Đăng Minh. Đây là cô Quách Dương. Chị là bạn của Quách Dương. Vợ đi. Vợ hả? Vợ. Rồi vô phụ. Không biết. Rồi mấy bạn kiếm nhau khác nữa. Rồi mình im lặng ra cho nó diễn cái cảnh này. Thế nào? Tin đơn chị mình bao giờ em mới đánh bầu con ta về sớm. Những quê mẹ là dùng dài phong, còn anh mang danh lính ngụy vàng. Để em kiếm đồng lương mà chạy thầy chạy tuốt cho con. Rồi một hôm em đi làm văn trần quá quan xảy ra đã tiêu chết con mình. Trời, con tôi đã chết. Ai đã giết chết con của tôi? Chồng đã mất, con thơ cũng đã chết. Trời mong quá con gái. Em không tiện nói ra cho anh cũng hiểu tại vì sớm trở thành là mẹ mày. Hôm qua em nghe anh gọi tin văn vặn, em ngại ngùng sợ gặp người quen. Thì tối hùng ơi, anh cứ nghĩ như em đã chết, cũng như ngày xưa. Ngày xưa anh đã trời ơi, đã quá. Cố gắng hết sức mình. Giám khảo giám khảo Đăng Minh cho mấy điểm giám khảo. Sai rồi. Tất nhiên rồi. Nhiều điểm rồi.